chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới cống Cái Quanh nè, quay ghe tàu vừa cống cho các bạn cùng xem. Ghe lúa này chuẩn bị dời ra đang sắp mở cống rồi các bạn. Bữa nay ghe trong ngoài cũng hơi khá đông nha.
còn chiếc nào ra vô đi chú ơi, còn chiếc nữa hả?